Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 Con Giáp thứ ba ngày 13 tháng 10 năm 2020 Và theo âm lịch hôm nay là ngày 27 tháng 8 năm canh tí Ngày này là ngày kỵ sửu tháng ất dậu Năm canh tí và hôm nay là ngày Hắc đạo, các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Bính Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Kim Quỷ, giờ Đinh Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Mạo Quang, giờ Kỷ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Nhâm Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Giáp Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thanh Long, giờ Ất Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Minh Đường. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, tích lịch hỏa, ngày kỵ sửu tức can chi tương đồng thuộc Thổ và hôm nay là ngày cát các bạn nhé. Về nạp âm, tích lịch hỏa, kỵ tuổi, quý mùi ất mùi, ngày thuộc hành hỏa khắc với hành kim, đặc biệt là tuổi quý dậu ất mùi thuộc hành kim không sợ hỏa đoạn ngày xỉu lục hợp với tý tam hợp với tỵ và dậu thành kim cục xung với mùi hại ngọ phá thìn và tuyệt mùi các bạn nhé về tuổi xung khác trong ngày tuổi đinh mùi ất mùi tuổi xung trong tháng tuổi kỵ mão đinh mão tân mùi và tân xỉu về các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt như là sao mạng đức tinh tốt mọi việc sao tam hợp tốt mọi việc sao mậu thương tốt về cầu tài lộc khai trương mở kho các sao xấu trong ngày cũng có như là sao đại hao tự khí quan phủ xấu mọi việc sao câu trận kỵ an táng về các hướng xuất hành tốt trong ngày hỷ thần hướng đông bắc và tài thần hướng chính nam. Tiếp theo, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ ba ngày 13 tháng 10 năm 2020 như sau nhé. Đầu tiên ạ, Mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ ba ngày 13 tháng 10 năm 2020 Xem tử vi ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Tý á, cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tý trong ngày này, bạn đang gặp được ngày có ngộ hành Tý Sửu nhị hợp. Cho nên với bạn tuổi Tý sẽ có được cái mối nhân duyên mong muốn trong ngày nhé. Bạn tuổi Tý, bạn đã lỡ dở bao lâu nay, chẳng muốn phải chờ đợi lâu hơn nữa, chỉ cần người ấy gật đầu là về chung một nhà nữa rồi đó bạn tuổi Tý nhé. Và trong ngày thứ ba này, đối với bạn tuổi tí, á, ngày này bạn cũng đang gặp ngày có thiên ấn nhập mệnh. Cái điều này làm cho bạn tuổi tí trở nên quyết đoán hơn hẳn với những cái lựa chọn của mình. Bạn tuổi tí, bạn biết cái lý tưởng của mình để theo đuổi và cố gắng hết sức để đạt được cái mục tiêu đã định ra từ trước nữa rồi nhá Trong công việc của bạn tuổi tí ngày thứ ba này, bạn cũng sẽ có phần bận rộn hơn hẳn, nhưng bạn mệnh làm chủ được thời gian của mình và nhanh chóng xử lý được những cái vấn đề đang còn tồn động và được cấp trên tín nhiệm nữa rồi đối bạn tuổi tý nhé. về tử vi tuổi giáp tý thuộc kim công việc tín trị tốt. tử vi tuổi bính tý thuộc thủy biết tận dụng thời cơ. tử vi tuổi mậu tý thuộc hỏa Tình duyên như ý, từ vi tuổi canh tí thuộc thổ nên học cách lắng nghe, từ vi tuổi nhâm tí thuộc mộc, nhân duyên không chờ đợi nhé. Về đánh giá của bạn tuổi tí trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 3, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cá tường, màu xanh lục, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi giàu, tuổi thân, tuổi tỵ. Từ vi tuổi Sửu thứ ba ngày 13 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Sửu trong ngày này sẽ gặp được nhiều may mắn trên cái con đường tài lộc của mình khi mà bạn tuổi Sửu đang gặp được thiên tài ghé thăm nhé. Bạn tuổi Sửu, bạn mệnh có người giới thiệu cho cái công việc làm thêm, tiền bạc cứ thế ùn ùn đổ về nhà, chẳng cần tìm kiếm đâu xa nữa đâu đó bạn tuổi Sửu nhé. Và bạn tuổi Sửu á, nếu làm ăn kinh doanh thì trong ngày hôm nay nắm bắt lấy từng cái cơ hội dù là rất nhỏ với mình. Bạn đừng có chờ đợi cái cơ hội làm ăn rồi mới bắt tay bạn sẽ nhận được cái thành quả rất đáng ngạc nhìn với mình đó bạn tự xỉu nhá trong ngày 13 tháng 10 năm 2020 này đối với bạn tự xỉu á ngày này bạn lại đang gặp ngày có thổ khí vượng cái điều này làm cho cái vấn đề sức khỏe của bạn tự xỉu lại không được tốt cho lắm bản mệnh dễ bị đau bụng đau dạ dày hoặc là gặp những cái vấn đề về đường tiêu hóa khi mà bạn mãi mê kiếm tiền không sinh hoạt điều độ được đâu đó bạn tự xỉu nhé về tử vi tuổi ất sửu thuộc kim, sức khỏe suy giảm. Tử vi tuổi đinh sửu thuộc thủy, tiền bạc rộng rỉnh. Tử vi tuổi kỷ sửu thuộc hỏa, kiếm tiền dễ dàng. Tử vi tuổi tân sửu thuộc thổ, sinh hoạt thiếu điều độ. Tử vi tuổi quý sửu thuộc mộc, cần hiểu mình muốn gì. Về đánh giá của bạn tử sửu trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi mão, tuổi hợi. Từ vi tuổi dần thứ ba ngày 13 tháng 10 năm 2020 Xem từ về ngày thứ ba này đối với bạn tuổi dần, cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi dần trong ngày này, bạn đang gặp kiếp tài chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi dần, bạn đang ham muốn mua sắm, kéo mình đi quá xa rồi đó bạn tuổi dần nhé. chi vô tội vạ và, và khiến cho cái khoản tiền tiết kiệm của bạn tuổi dần đang bị thâm hụt đáng kể đuận. Và bạn tuổi dần, bạn cần phải lên cái kế hoạch về tài chính cụ thể cho mình để tránh cái tình trạng này tiếp tục phát sinh. Bạn tuổi dần, bạn mệnh biết được cái điểm yếu của mình nằm ở đâu thì cần phải nghiêm túc để sửa chữa ngay đi bạn tuổi dần nhé. Trong ngày 13 tháng 10 năm 2020 này, đối với bạn tuổi dần, ngày này về cái phương diện tình cảm của bạn cũng không được như ý muốn. Bạn dễ nảy sinh mâu thuẫn với người ấy bởi bạn đang gặp ngày có mộc thổ bất dung đôi bên đều có chính kiến riêng của mình không ai chịu ai cũng chẳng ai chấp nhận nhường nhịn đối phương cả đâu đó bạn tuổi dần nhé về tử vi tuổi giáp dần thuộc thủy tình cảm ra nứt tử vi tuổi bính dần thuộc hỏa mâu thuẫn gia đình tử vi tuổi mậu dần thuộc thổ tiền bạc thất thoát, tử vi tuổi canh dần thuộc mộc, mua sắm hoang phí, tử vi tuổi nhâm dần thuộc kim, thu không đủ bù chi đoạn. Về đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tốt, tuổi hợi. Từ vi tuổi Mão, thứ ba, ngày 13 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Mão á cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Mão trong ngày này bạn sẽ cần phải đưa ra những cái quyết định của riêng mình bởi ngày này với bạn tuổi mão bạn đang gặp tỷ kim chiếu mệnh đây là cái động lực để cho bạn đi đến tận cùng con đường thành công không bao giờ dành cho những người muốn dễ dàng cả nhá và trong ngày thứ ba này đối với bạn tuổi mão bạn cũng đang gặp ngày có mộc thổ xung khắc cái điều này làm cho cái chuyện tình cảm của bạn tuổi mão vẫn chưa được như ý. Bạn mệnh mong muốn đối phương thông cảm và thấu hiểu cho những cái khó khăn của mình, nhưng lại không muốn mở lòng chia sẻ đoạn. Ai cũng có những mối bận tâm riêng của mình, dù là thân thích đến đâu thì cũng chẳng thể nào có năng lực thần giao cách cảm và bạn tuổi mão bạn cần phải tâm sự chia sẻ thì đối phương mới có thể hiểu được và thông cảm cho bạn được bạn tuổi mão nhé. Về tử vi tuổi ất mão thuộc thủy tình cảm mâu thuẫn, tử vi tuổi đinh mão thuộc hỏa nhân duyên chưa tới, tử vi tuổi kỷ mão thuộc thổ công việc ổn định, tử vi tuổi tân mão thuộc mộc nhiều chuyện cần quyết định, tử vi tuổi quý mão thuộc kim đừng tự cho mình là đúng nhé về đánh giá của bạn tuổi mạo trong ngày thứ ba này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 2 số 9 giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ màu sắc cát tường màu đen màu xanh dương quý nhân phù trợ tuổi tuất tuổi hợi tuổi mùi Tử vi tuổi thìn thứ ba ngày 13 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ ba này đối với bạn tuổi thìn cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi thìn trong ngày này bạn đang biết mình đang làm quá mọi chuyện lên nhưng chưa biết phải xuống nước như thế nào cái cục diện ngũ hành tương phá như là cái rào cản không cho bạn sửa sai đối với bạn tuổi thìn nhé Tuy nhiên, xem tử vi ngày thứ ba này đối với bà tuổi thìn, nếu như bạn không nhanh chóng giải quyết những cái vấn đề thì thời cơ sẽ vụt mất và bạn sẽ đánh mất thứ quản quan trọng hơn cả cái chút sĩ diện hạo huyền của bạn. Được. Trong ngày 13 tháng 10 năm 2020 này, đối với bạn tuổi thìn, may mắn là bạn đang có được tài chính đảm bảo cho mình, bạn có được cái nguồn thu ổn định từ cái công việc chính rồi nhé. Và dù chỉ là một việc thôi, nhưng với bạn tuổi thìn, không phải lo lắng quá nhiều về cái chuyện tiền bạc, cơm áo, gạo, thiền hàng ngày nữa đâu đó bạn tuổi thìn nhé. Về tử vi tuổi giáp thìn thuộc hỏa, tình cảm mau thuẫn, tử vi tuổi bính thìn thuộc thổ, trở nên lỡ cơ hội, tử vi tuổi mậu thìn thuộc mộc, tiền bạc dồi dào, tử vi tuổi canh thìn thuộc kim, công việc ổn định tử vi tuổi nhâm thìn thuộc thủy của nguồn thu vững vàng nhé về đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ ba này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 4 số 7 giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cát tường màu vàng màu nâu quý nhân phù trợ tuổi tuất tuổi dậu, tuổi thân. Từ vi tuổi Tỵ thứ ba ngày 13 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Tỵ cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tỵ trong ngày này bạn đang gặp được ngày có ngộ hành tam hợp Tỵ Dậu Sửu cho nên với bạn tuổi Tỵ bạn hoàn toàn có thể có được hạnh phúc chỉ thuộc về riêng bản thân mình đó nhá và bạn tuổi tỵ bản mệnh biết mình đang vô cùng là may mắn nữa rồi đó có những thứ nếu đã mất đi thì chẳng bao giờ có thể tìm lại được nhưng may sao với bạn tuổi tỵ bạn đi đường lòng con vòng lòng vòng lại vẫn tìm thấy thứ trân trọng quý giá nhất của đời mình đó là tình yêu của người ấy dành cho bạn rồi đó bạn tuổi tỵ nhé thương quan chiếu mệnh cái điều này nhắc nhở cho bạn mệnh tuổi tỵ trong ngày thứ ba này cần phải tập trung hơn vào cái công việc của mình với bạn tuổi tỵ bạn yêu thì quên hết mọi chuyện và chẳng nhớ là mình cần phải làm việc gì trước làm việc gì sau đó bạn tuổi tỵ nhé về tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc họ, công việc bất ổn, tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc thổ nhầm lẫn lung tung, tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mộc tình duyên như ý, tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc kim có được may mắn, tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc thủy nên biết lắng nghe nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 6, số 9, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Sửu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Ngọ thứ ba ngày 13 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Ngọ ạ cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi ngọ trong ngày này bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tương hại cái điều này có thể dẫn cho bạn tuổi ngọ đi đến những cái quyết định sai lầm đó. và bạn tuổi ngọ bạn cứ ngỡ rằng mình chỉ đơn giản là cảm mến đối phương nhưng thực ra bạn đã trao trọn trái tim cho người ấy rồi đó bạn tuổi ngọ nhé và bạn tuổi ngọ khi đã đi xa khỏi người mình yêu với bạn sẽ cảm nhận được cái sự nhung nhớ khôn ngôi. Và bạn tuổi ngọ nếu như bạn không nhanh chóng thay đổi cái quyết định của mình thì rất có thể đây sẽ là cái điều mà bạn phải hối tiếc cả cuộc đời đối với bạn tuổi ngọ nhé. Trong ngày này đối với bạn tuổi ngọ may mắn là bạn lại đang có được thực thần chôn lộc cho nên với bạn tuổi ngọ sẽ có thể nhận được nhiều cái sự chú ý nhờ cái việc làm ăn phát đạt. Và trong ngày hôm nay với bạn tuổi ngọ, bạn có được một ngày buôn may, bán đất, lợi nhuận thu về tăng lên đáng kể so với bình thường đó bạn tuổi ngọ nhé. Ngày này đối với bạn tuổi ngọ, cái việc xuất hành đi xa rất chỉ là thuận lợi. Và bạn đừng quên hãy nên xuất hành theo những cái hướng tốt như là hỷ thần, hướng đông bắc và tài thần hướng chính nam để tăng thêm cái vận may về tài lộc cho mình nhé. Theo khẩu minh, hôm nay là ngày thiên đường hoàng đạo cũng rất tốt cái việc xuất hành của quý nhân phù trợ, buôn bán gặp thời, gặp khách, đắt hàng, mọi việc đều rất tốt, cầu tài, khai trương cũng thuận lợi bạn tuổi ngọ nhé. Về tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim, tiền bạc không phải là nỗi lo. Tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy, tình cảm sức mẻ. Tử vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa, nhận ra sai lầm. Tử vi tuổi canh ngọ thuộc thổ, nên chấp lấy thời cơ. Tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc, đừng để mình hối hận. Về đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 5, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ tuổi tốt, tuổi mão, tuổi dần. Tử vi tuổi mùi thứ ba ngày 13 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ ba này đối với bạn tuổi mùi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi mùi trong ngày này bạn đang gặp ngày ngộ hành tứ hình sông thìn tuất xỉu mùi cho nên với bạn tuổi mùi bạn đang cảm thấy bất mãn khi mọi chuyện đều do đối phương quyết định bạn thấy mình không có bất cứ tiếng nói nào trong cái mối quan hệ này cả đối bạn tuổi mùi nhé Bình thường, bạn mệnh tuổi mùi vốn là người nhường nhịn nên để cho đối phương làm những điều mình thích. Nhưng bạn cũng có cái giới hạn của riêng mình và không muốn bản thân của mình phải bị côi thường đó bạn nhé. Và trong ngày 13 tháng 10 năm 2020 này, đối với bạn tuổi mùi, may mắn trong cái vận trình của bạn là bạn đang gặp được thiên tài đỏ mệnh. Nhờ vậy mà với bạn tuổi mùi có được nghề tay trái tăng được thêm thu nhập cho mình rất chi là khá rồi và bạn tuổi mùi bạn là người chăm chỉ hay làm nên được mọi người quý mến và giúp đỡ bạn không ít nữa đâu đó bạn tuổi mùi nhé về tử vi tuổi ất mùi thuộc kim công việc tiến trị tốt tử vi tuổi đinh mùi thuộc thủy tiền bạc dồi dào tử vi tuổi kỷ mùi thuộc hỏa tình cảm rạn nứt, tử vi tuổi tân mùi thuộc thổ, mau thuận, căng thẳng, tử vi tuổi quý mùi thuộc mộc, cần cứng rắn hơn nhé. Về đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 9, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mão, tuổi ngọ. Tử vi tuổi thân thứ ba ngày 13 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ ba này đối với bạn tuổi thân cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi thân trong ngày này Dường như mọi chuyện trở nên rất chi là suôn sẻ đến bất ngờ với bạn tuổi thân nhé. Và ngày này đối với bạn tuổi thân, bạn đang gặp được ngày có chính quan họ mệnh. Cho nên với bạn tuổi thân, chỉ cần làm mọi thứ theo đúng như cái kế hoạch ban đầu của bạn đề ra là thu được kết quả tốt cho mình nhé. Và trong ngày thứ ba này, đối với bạn tuổi thân, ngày này bạn mệnh cũng sẽ nhận được nhiều cái lời tỏa tình từ phía những người khác phái chẳng hạn là bạn đang gặp được ngày có thổ dưỡng chô kim nhân duyên vượng đào hoa khuya sắc nên cái khả năng thu hút người khác phái của bạn mệnh cũng gia tăng lên đáng kể luận trong ngày 13 tháng 10 năm 2020 này, đối với bạn tuổi thân, bạn cần phải bình tĩnh để lựa chọn những người phù hợp với mình. Và đừng có bị hoa mắt bởi những thứ hào nhoáng, bạn cần phải nhìn sâu vào tâm hồn của đối phương để biết được cái vị trí của mình nằm ở đâu và đi đến đâu bạn tuổi thân nhé. Về tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy, cần cân nhắc kỹ càng từ vi tuổi bính thân thuộc hỏa đừng quá vội vàng từ vi tuổi mậu thân thuộc thổ cần phải bình tĩnh từ vi tuổi canh thân thuộc mộc công việc tiến triển tốt từ vi tuổi nhâm thân thuộc kim hạnh phúc đang tới gần đó về đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ ba này sự nghiệp năm sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tụi tí, tụi thìn, tụi tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Dậu thứ ba ngày 13 tháng 10 năm 2020 Xem tử vi ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Dậu cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Dậu trong ngày này bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp tỵ Dậu Sửu cho nên cái cuôn đường tình duyên với bạn tuổi Dậu trong ngày hôm nay xuân sẽ tới bất ngờ luôn đó. và bản giàu, bạn tuổi Dậu bạn mệnh có được cái cơ may gặp gỡ với người tâm đầu ý hợp cho nên dễ nên nhân duyên hạnh phúc lắm đó nhá với các bạn đã có đôi có cặp thì những cái mâu thuẫn từ trước đó đã nhanh chóng được hóa giải. Sau dông bão thì tình yêu dường như còn mạnh liệt hơn trước. Có lẽ đã sắp tới lúc mà đôi bên quyết định về chung một nhà nữa rồi được. Nhưng trong cái ngày 13 tháng 10 năm 2020 này đối với bạn tuổi Dậu, bạn lại đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Cái điều này cảnh báo cho bạn tuổi Dậu về những cái nguy cơ thất bại trong công việc khi mà bạn mệnh chưa thực sự tâm huyết hết mình cho công việc và bạn tuổi Dậu rất có thể sẽ bị cấp trên nhắc nhở bởi những cái sai lầm không phải là do mình gây ra đó bạn tuổi Dậu nhé tử vi tuổi ất dậu thuộc thủy tiểu nhân quấy phá Từ vi tuổi đinh dậu thuộc hỏa tình duyên như ý Từ vi tuổi kỷ dậu thuộc thổ gặp chuyện không may Từ vi tuổi tân dậu thuộc mộc đào hoa nở rộ tử vi tuổi quý dậu thuộc kim cần nắm bắt cơ hội về đánh giá của bà tuổi dậu trong ngày thứ ba này sự nghiệp ba sao tài lộc bốn sao sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 6, số 7, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ, tuổi sửu, tuổi thìn. Tử vi tuổi Tuất thứ ba ngày 13 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ ba này đối với bà tuổi Tuất cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tuất trong ngày này bạn đang cảm thấy chán nản và thất vọng vì những cái tổn thương sâu sắc trong cái chuyện tình cảm của mình nhé. Ngày này đối với bạn tuổi Tuất, bạn đang gặp ngày có ngũ hành Tuất Sửu tự hình, cho nên với bạn tuổi Tuất, bạn không mong muốn như vậy nhưng không có cách nào ngăn cản được đâu đúng đối phương bị kích động nói ra những cái lời tuyệt tình khiến cho bạn mệnh tuổi tuất cũng không kìm chế nổi mình đôi bên cùng công kích lẫn nhau tình cảm bao lâu trong phút chốc bị giãn nứt một cách phụ phàng đối bạn tuổi tuất nhé nhưng may mắn là trong cái vận trình của bạn tuổi tuất trong ngày thứ ba này bạn lại đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh là cái điểm sáng của bạn trong ngày. Khi mà bạn gặp thất bại trong cái chuyện tình cảm thì bạn vẫn có được cái con đường tài lộc rực sáng là nơi để cho bạn bấu víu vào. Bạn tìm thấy được niềm vui ở trong công việc kiếm tiền cho mình rồi bạn tuổi tuất nhá. Về tử vi tuổi giáp tuất thuộc họ tài lộc dồi dào, tử vi tuổi bính tuất thuộc thổ tình cảm rạn nứt, tử vi tuổi mậu tuất thuộc mộc mâu thuẫn, bất đồng, tử vi tuổi canh tuất thuộc kim cần kìm chế hơn, tử vi tuổi nhâm tuất thuộc thủy hãy tập trung làm việc đoạn. Về đánh giá của bà tuổi tuất trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi dần, tuổi ngọ. Từ vi tuổi hợi thứ ba ngày 13 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ ba này đối với bạn tuổi hợi ạ cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi hợi bạn đang cảm thấy rất chi là hạnh phúc ngập tràn trong ngày khi mà bạn mệnh nhận được cái sự quan tâm chăm sóc tận tình với yêu thương đong đầy trong mắt của người ấy nhé ngày thứ ba này đối với bạn tuổi hợi bạn cũng đang gặp được ngày hợi xỉu tương hội cho nên với bản mệnh tuổi Hợi biết mình đang có được cái điều quý báu nhất trong tay không phải lúc nào cũng có thể nắm giữ được hạnh phúc lớn đến như vậy và bạn tuổi Hợi bạn phải cần hết sức trân trọng những gì mình đang có như là giữ con ngươi của mắt mình nhé và đặc biệt trong ngày 13 tháng 10 năm 2020 này đối với bạn tuổi Hợi bạn cũng đang có được chính ấn ở bên cho nên cái con đường công danh tài lộc của bạn mệnh tuổi hợi cũng đang trên đà thăng tín rất chi là mạnh và bạn tuổi hợi bạn nên tập trung hết sức cho công việc của mình cả cái thời gian rảnh nếu cần cũng dùng để làm việc mà chẳng hề tính toán gì nữa đâu đó bạn tuổi hợi nhé trong ngày này đối với bạn tuổi hợi cái việc cầu tài lộc hay là xuất hành cũng rất thuận lợi và bạn cũng nên xuất hành theo những cái hướng tốt như là hỷ thần hướng đông bắc và tài thần hướng chính nam để tăng thêm cái vận may về tài lộc, về tiền bạc cho mình nhé. Và thiêu khẩu minh ngày 27 tháng 8 năm canh tí này là ngày thiên đường hoàng đạo cũng rất tốt, xuất hành thì có quý nhân phù trợ, buôn bán thì gặp thời, gặp khách, đắt hàng, mọi việc đều tốt. Khai trương xuất hành, ký kết hợp đồng cũng gặp nhiều may mắn bạn tuổi Hợi nhé. Về tử vi tuổi Ất Hợi thuộc hỏa công danh thăng tín. tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc thổ tình cảm dần phát triển, tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mộc chăm chỉ làm việc, tử vi tuổi Tân Hợi thuộc kim cống hiến hết mình, tử vi tuổi Quý Hợi thuộc thủy trân trọng hạnh phúc. Đoạn. Về đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ ba này sự nghiệp. 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 6, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng tiếc like comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.